Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết đêm ngày 8 tháng 10 và ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Báo Công Thương. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các miền trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng hanh với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức từ 30 đến 33 độ C, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, 3, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Còn tại khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trên 6 giờ. Còn tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Tại thủ đô Hà Nội, từ đêm nay đến hết tuần vẫn sẽ duy trì hình thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, nắng hanh về trưa và chiều. Khoảng từ đầu tuần tới thì khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cũng dự báo những ngày tới Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng có lúc oi nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 33 độ, đêm se lạnh trong khoảng từ 21 đến 25 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, sau đây xin mời quý vị đến với thông tin chi tiết các vùng trên cả nước. Đêm nay và ngày mai mùng 8 tháng 10, Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, 3, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, vùng núi từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 29 đến 32 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đêm nay mùng 8 tháng 10 và ngày mai mùng 9 tháng 10 trên địa bàn cả nước. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ tối mai tại bản tin thời tiết đêm ngày mùng 9 tháng 10 và ngày mùng 10 tháng 10 năm 2024.